vui vẻ không có nguyên tắc, chỉ sợ kẻ xấu tới ăn hoa quả. Vận động không hề xuất sắc, yêu bạn rồi, tôi liền không đi nữa. Những loại quả nhiều thịt, người bạn mập mạp, thật thà phúc hậu. Ngẩng đầu lên, nắm đấm của tôi tròn tròn, chuyên đánh quái thú. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn. U a i, vươn đôi tay ra. Hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ. Tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não. U a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào. Yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn. U a i, vươn đôi tay ra. Hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ. Tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não. U a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào. Yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Đội biệt kích trái cây. Tập 15. Ca sĩ trái cây. Chuyện gì xảy ra thế? Tớ biết, đó là động đất. Nghe kinh khủng quá. Ai đó giúp với. Giọng hát hay nên được nghe bởi những người đánh giá cao nó. Là những khán giả đầu tiên của tớ. Ba cậu nghĩ gì về giọng hát của tớ? Nó thật kinh khủng. Cậu không biết nhận xét thẳng thừng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng cảm xúc của cậu ấy sao? Nhưng giọng hát của cậu ấy thực sự là khủng khiếp. Nếu Pino tức giận, cậu ấy sẽ không cho chúng ta mượn đồ chơi nữa. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Cứ mặc kệ quýt đi, không đời nào giọng hát của cậu là khủng khiếp. Vậy cậu nghĩ sao? Và đừng nói dối. Tớ chưa bao giờ gặp một cô gái nào trong đời hát đặc biệt như cậu. Tớ biết mà, giọng hát của tớ không thể tệ được. Doremifa khen giọng hát của tớ suốt. Pino hát là hay nhất. Giọng hát của cậu ấy dễ dàng đánh bại những người khác. Đại ca, chúng ta nói dối như vậy không tệ sao? Không, nếu chúng ta làm cậu ấy vui, thì cậu ấy sẽ tiếp tục cho chúng ta mượn đồ chơi mới nhất. Pino hát là hay nhất, giọng hát của cậu ấy dễ dàng đánh bại những người khác. Vậy họ khen cậu ấy, chỉ để cậu ấy cho họ mượn đồ chơi mới. Cảm ơn mọi người, để đánh giá cao sự ủng hộ của các cậu, tớ sẽ hát lại lần nữa. Không! Giọng hát của Pino đúng là kinh khủng. Táo vẫn chưa tỉnh lại. Tớ thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Nói cho tớ biết, cậu có thực sự nghĩ rằng Pino hát tệ đến thế không? Có. Trên thực tế, đó là giọng hát tệ nhất mà tớ từng nghe. Điều tớ lo là, nếu không có ai nhắc nhở, cậu ấy sẽ tiếp tục hát. Tai của chúng ta sẽ không thể chịu nổi nữa. Chuyện này thật tệ. Nói thật với cậu ấy thì có gì tệ chứ. Giờ tớ đã làm rồi. Trong lúc chó ếch ở ngoài đó tìm kiếm lũ trái cây, ta nghĩ ta sẽ ngủ trưa một giấc. Tuyệt thật. Họ đã đi quá xa khi nói rằng giọng hát của mình kinh khủng. Tệ đến mức đó sao? Gì vậy? Có động đất ư? Hừ, không có gì cả. Giọng hát kinh khủng đó từ đâu ra vậy? Dừng bài hát đó lại. Hả? Đó là một trái cây. Giờ ngươi đứng yên đó.
Này, yên lặng quá. Các cậu không thấy lạ sao? Phải, cậu nói đúng. Cậu nghĩ Pino đi đâu rồi? Cả ngày hôm nay tớ không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu có nghĩ rằng chúng ta đã quá nghiêm khắc với cậu ấy không? Tớ nói rồi mà. Chẳng phải tớ đã nói cảm xúc của cậu ấy sẽ bị tổn thương sao? Chúng ta nên khuyến khích cậu ấy. Nhưng không phải cậu cũng nói rằng giọng hát của cậu ấy rất tệ sao? Nghe này, chúng ta phải tìm Pino trước. Bình tĩnh lại nào. Khi các nguyên liệu đã sẵn sàng, ta sẽ biến ngươi thành máu mứt ngay thôi. Ông ấy sẽ biến mình thành mứt. Nếu ông ấy biến mình thành mứt, mình sẽ không thể tập hát được nữa. Trời ạ, nếu nó cứ tiếp tục khóc thế này, món mứt sẽ không được ngon nữa, và tiền ta thu được sẽ giảm đi. Không, ta phải nghĩ ra cách mới được. Ồ, đúng rồi. Có cách rồi. Này, đừng khóc nữa. Ca hát thực ra rất dễ. Ngươi nghĩ sao nếu ta dạy ngươi hát? Thật sao? Đúng vậy đấy. Nâng cầm lên, ưỡn ngực ra và lấy hơi từ dưới bụng. Không, hát cơ mà. Không, vậy là sai rồi. Pino đi đâu mới được chứ? Tớ ghét tiếng hát đó. Đó chắc hẳn là Pino. Nó đến từ nhà tiến sĩ Ria Đỏ. Chúng ta phải cứu cậu ấy. Đội biệt kích trái cây, tấn công. Sao ngươi lại không thể hát đúng được? Nhưng tôi muốn hát tốt mà. Ta phải làm gì để ngươi có thể hát đúng được? Tiến sĩ Ria Đỏ chỉ có một mình. Chúng ta nên tấn công ông ta. Không, cứ để cho tớ. Tớ sẽ đưa Pino ra ngoài mà không để ông ta biết. Việc này rất khó giải thích. À, ta có cách rồi.
Hay là chúng ta dùng ứng dụng hát karaoke? Đây là một ứng dụng rất hay. Để ta bảo ngươi, nó có khóa học trong một phút. Ta nói nó là một cách rất tuyệt để học hát. Trái cây đó đâu rồi? Không, nó biến mất rồi. Bọn tớ xin lỗi. Cái gì? Bọn tớ nhận thấy những gì mình đã nói thật quá đáng. Cậu hát hay hoặc dở cũng không sao, miễn là cậu thấy thích, tớ mới là người nên xin lỗi. Tớ không nên bắt mọi người phải khen giọng hát của mình. Tớ xin lỗi. Bọn tớ nghĩ cậu hát hay mà. Hả? Cảm ơn các cậu. Vậy Pino, không phải cậu nói sẽ cho bọn tớ mượn đồ chơi ư? Ồ, đây này. Không thể tin đây là người máy đồ chơi mới nhất. Nó còn phát ra âm thanh được nữa. Để tớ thử xem. Tớ đã ghi âm lời hát của mình trong đồ chơi. Giờ các cậu có thể nghe tớ hát khi đang chơi.